Sau khi kết thúc siêu phẩm Vạn Tộc Chi Kiếp, chưa đầy 3 tháng sau, Lão Ưng lại cho ra mắt tác phẩm mới, vẫn mang danh đô thị, như mọi lần nhưng ruột lại là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Tinh môn lấy bối cảnh tại Ngân Thành vào năm 1730, thời đại này có đầy đủ các loại công nghệ như ô tô, internet, nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả. Nhân vật chính Lý Hạo là một thanh niên 20 tuổi đầy hoài bão và là học trò cưng của giáo sư Viên Thạc tại Ngân Thành cổ viện. Vào một đêm mưa rông giả dích, người bạn thân từ nhỏ Trương Viễn đột nhiên bốc cháy trong phòng ký túc xá, sau đó cố sức chạy qua phòng Lý Hạo báo cho hắn mau mau chạy trốn, cuối cùng bị cháy đen mà chết. Sau đêm đó, Lý Hạo bỏ học giữa chừng, trở thành nhân viên quản lý hồ sơ vụ án trong tuần kiểm ti, tương tự như đồn cảnh sát ấy. Mục đích của Lý Hạo là muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của người bạn Trương Viễn, đồng thời tự cứu lấy mình, bởi vì đêm đó, hắn đã nhìn thấy hung thủ giết chết Trương Viễn chính là Hồng Ảnh, một thế lực cực kỳ nguy hiểm và kỳ bí. Sau một năm thu thập dữ liệu và phân tích, Lý Hạo phát hiện ra, ngoài Trương Viễn còn có 6 người khác cũng bị Hồng Ảnh giết hại, mà con mồi tiếp theo của đám Hồng Ảnh chính là Lý Hạo hắn. Lý Gia Kiếm, Trương Gia Đao, Triệu Gia Quyền, Lưu Gia Chân. Hóa ra đám Hồng Ảnh này đang săn tìm bảo vật gia truyền của những dòng họ trên, mà kiếm của Lý gia chính là bảo vật cuối cùng bọn chúng muốn. Sau khi điều tra ra việc này, Lý Hạo mới biết mặt dây chuyền ngọc hình cây kiếm mình đeo trên cổ từ nhỏ đến lớn lại là một bảo vật vô giá. Kể từ đó, con đường tu luyện mới lạ của hắn bắt đầu, nhưng hắn cũng biết ngày chết của mình đang cận kề. Một trong những ưu điểm sáng giá nhất của Lão Ưng Cật Tiểu Kê chính là khả năng sáng tạo phi phàm. Trong mỗi bộ truyện top một khởi điểm của mình, Lão Ưng đều tạo ra một bối cảnh đặc sắc cùng thể chế tu luyện không đụng hàng. Như trong Tinh Môn, muốn bước chân vào lĩnh vực siêu năng lực có thể thông qua hai cách, một là trời sinh siêu phàm, được gọi là Thiên Quyến Thần Sư, hai là đánh giết siêu năng giả để hút siêu năng lực vào cơ thể, được gọi là Tinh Quang Sư. Dù dùng cách nào thì bản thân người đó cũng là siêu năng giả. Khác với người anh em Tô Vũ trong Vạn Tộc Chi Kiếp, Lý Hạo trong Tinh Môn không thông minh toan tính bằng, cũng không thiên tài bằng, nhưng hắn lại là người rất chính nghĩa. Chính vì thế, hắn quyết định gia nhập đội chấp pháp, trở thành mồi nhử để săn giết siêu năng giả ác ma. Vì tuổi đời còn quá trẻ, Lý Hạo cũng sẽ phạm sai lầm, có những sai lầm phải trả giá bằng máu và nước mắt, nhưng hắn vẫn đủ kiên cường đứng lên tiếp tục chiến đấu, bởi vì sau tất cả, điều duy nhất còn lại trong Lý Hạo chính là chính nghĩa. Thiện hay ác suy cho cùng cũng là từ góc độ nhìn của mỗi người mà thôi.